Hello, chào bạn đang là mình sẽ chơi hai game demo, game of Hello và game of Hello Sun. Game là game Hello, mình sẽ chơi Super Top. Và game of Hello Sun, mình sẽ chơi là Lucky Angela nhá. Game này mình sẽ bị đoạn of Hello Super Top này. Top cây dừa này, cây dừa cộng với cái gì cả sa mạc ấy, cây dừa cộng sa mạc, còn nó đẻ ra vàng rồi. Này nào, mày chết đi con lợn kia. Đây cứ tạm bỏ là con cáo lợn các bạn nhá. Cái con này đang phá đường phá nhà các kiểu luôn này, khắp nơi luôn. Nắp xe buýt có đường không có nhiều. Chết là đi thế nào. Rồi lên trên rồi, bay lên luôn. Hey. Rồi mình sẽ lắp cây dừa xanh. Wow, không khí nó phăng lát một tí nhở. Xanh của hy vọng à. Rồi nó mặc cả xe dưới hấu chặn đây này. Căng đấy. Đó là khá căng luôn đấy. Yeah. Power bắn mạt luôn. Yeah. Lách đánh bóng các kiểu nó kinh. Giờ mới thêm một cầu ấy. Ba con cũng có một cái. Rồi mày quá vẫn lên được. Yeah. À con bon. Đắp đỏ. Chết ăn đủ xin mano. Đó là mình lách sang rồi mà không kịp. Tạo hai lai quả cầu đá vòng mạng luôn. Rồi di chuyển sang bắt kết bạn này. Nha bắt kết nào. Đá hết một bát luôn, một bát luôn nó kinh.
啊，顶住啊！啊！Rồi, mày chứ. Tách được vào đây. Chết mẹ này à. Chết mẹ đi này. Ờ, bỏ tụi bạc, cày quá. Hey. Rồi, di chuyển sắp lắp cây dừa nào. Lên luôn. Dạ, dạ, đấm hai thằng. Bắn cửa luôn sau sau. Mày con nào con lợn này. Cầm nó luôn cái dây ấy đi hết quà. Anh ta không kịp luôn à. Sao? Không sao. Tôi bất tử rồi. Lại lên cái hàng dưa hấu này chán nhờ. Lại đến cái hàng dưa hấu này buồn. Yeah. Wow.
Wow, rồi, ok, mình kết thúc video nha, xin chào các bạn.